Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn. Tiếp nối với phần trước, hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý độc giả phần còn lại trong danh mục các sách của Viện Dược Liệu. Cuốn sách Nghiên cứu thuốc từ thảo dược, sách xuất bản năm 2006. Nội dung sách gồm 5 phần. Phần 1, điều tra và bảo tồn nguồn dược liệu thiên nhiên ở Việt Nam. Phần 2, kỹ thuật trồng trọt, chăm bón, tạo giống và thu hoạch cây thuốc. Phần 3, chiết xuất dược liệu. Phần 4, các nhóm hợp chất thiên nhiên chính trong dược liệu. Phần 5, các phương pháp hóa lý ứng dụng trong phân tích, kiểm nghiệm dược liệu. Sách do các giáo sư, tiến sĩ chuyên sâu có nhiều chục năm kinh nghiệm giảng dạy, đi thực địa điều tra, nghiên cứu và trực tiếp làm những thí nghiệm biên soạn. Thông qua cuốn sách này, người đọc có thể nắm được phần nào các kiến thức về điều tra, bảo tồn và tạo nguồn nguyên liệu chất lượng cao làm thuốc phòng và chữa bệnh, các phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc bào chế từ cây thuốc. Tiếp theo là cuốn Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo, sách xuất bản năm 2006. Hiện nay, việc nghiên cứu tác dụng dược lý các thuốc được tiến hành phần lớn ở các phòng thí nghiệm của các viện nghiên cứu, các trường đại học và một số công ty dược phẩm lớn có đầu tư cho nghiên cứu khoa học để tạo ra các thuốc chữa bệnh mới từ nguồn nguyên liệu trong nước. Cuốn sách này giới thiệu các phương pháp nghiên cứu dược lý để xác định các chế phẩm và hóa chất có các hoạt tính dược lý có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Phần lớn là những phương pháp dược lý được dùng phổ biến, đòi hỏi những điều kiện ứng dụng không quá phức tạp cho những kết quả chính xác, có sự tương quan với hiệu quả chữa bệnh của thuốc trên lâm sàng. Các phương pháp này cũng có thể được ứng dụng để nghiên cứu các thuốc tổng hợp hóa học. Do đó, sách sẽ giúp ích trong việc cung cấp tư liệu về phương pháp nghiên cứu dược lý cho các cán bộ khoa học, các nghiên cứu sinh, sinh viên y dược và cả cho cán bộ trong các ngành khác quan tâm đến nghiên cứu dược lý, phục vụ việc chế tạo các thuốc mới từ nguồn nguyên liệu trong nước. Cuốn Kỹ thuật chiết xuất dược liệu được biên soạn làm tài liệu sau đại học, xuất bản năm 2008, gồm 6 chương. Tầm quan trọng của kỹ thuật chiết xuất, nguyên lý và các thông số đặc trưng trong quá trình chiết xuất. Kỹ thuật chiết xuất bao gồm những phương pháp chiết xuất đang được quan tâm, nghiên cứu như phương pháp chiết xuất siêu âm, chiết xuất xung điện, chiết xuất lỏng lỏng, chiết xuất dung môi siêu tốc, chiết xuất bằng khí hóa lỏng siêu tới hạn. Phần cô đặc dịch chiết, các tác giả giới thiệu 3 phương pháp: cô màng phun, cô màng mỏng và kỹ thuật đông khô. Phương pháp sấy tập trung nghiên cứu phương pháp sấy phun, phương pháp chiết xuất một số hóa chất từ dược liệu. Kỹ thuật trồng cây thuốc, xuất bản năm 2013. Cuốn sách này được xuất bản với mục đích giúp bạn đọc nhận biết công dụng, quy trình trồng trọt, chế biến và bảo quản một số cây thuốc thông dụng hiện có nhu cầu sử dụng lớn. Ngoài ra, cuốn sách còn cung cấp một số thông tin cơ bản về vùng trồng, điều kiện sinh thái đặc trưng của từng cây thuốc. Cuốn sách được in trên giấy cuốc xê chất lượng cao, gồm những nội dung sau: đại cương, phần kỹ thuật trồng, thu hái và sơ bộ chế biến cây thuốc. Phần 2, thực hành nông nghiệp tốt cho cây thuốc. Kỹ thuật trồng một số cây thuốc, bao gồm 30 cây, bổ sung thêm cho cuốn kỹ thuật trồng, sử dụng và chế biến cây thuốc. Bộ sách kỷ yếu các công trình nghiên cứu khoa học của Viện gồm 4 quyển, chia theo các giai đoạn. Công trình nghiên cứu khoa học từ năm 1987 đến 2000. Sách được xuất bản năm 2000
tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài nước từ năm 1987 đến năm 2000, với trên 30 loại cây có giá trị như sâm, linh chi, cà gai leo, diệp hạ châu, atisho, đương quy, tràm, v.v. Mỗi cây thuốc có nhiều nghiên cứu khác nhau. Ngoài ra, sách còn có những đề tài nghiên cứu về tài nguyên dược liệu Việt Nam, bảo tồn nguồn gen, giống cây thuốc, vùng nguyên liệu. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ từ 2001 đến 2005. Sách được xuất bản năm 2006. Tài liệu tập hợp tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học của các đề tài, dự án từ năm 2001 đến năm 2005, chia thành hai phần. Phần 1, các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp bộ và đã được nghiệm thu. Phần 2, kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn từ 2001 đến 2005. Công trình nghiên cứu khoa học viện dược liệu từ 2006 đến 2011, xuất bản năm 2011. Cuốn sách tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học từ năm 2006 đến năm 2011, với nhiều loại cây thuốc có giá trị như sâm, đinh lăng, lược vàng, rô mèo, thông đỏ, các loại nấm làm thuốc, v.v. Mỗi cây thuốc có nhiều nghiên cứu khác nhau. Ngoài ra, sách còn có những đề tài nghiên cứu về điều tra, bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên cây thuốc, nghiên cứu tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc, nghiên cứu tạo thuốc mới, nghiên cứu phát triển chuyên khoa. Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học của Viện Dược liệu năm 2011 đến 2015, xuất bản năm 2016. Cuốn kỷ yếu tập hợp những công trình nghiên cứu khoa học của Viện trong 5 năm, phản ánh rõ nét các hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện. Cấu trúc của cuốn kỷ yếu gồm 5 phần, đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp bộ, cấp địa phương, cấp cơ sở và phụ lục gồm danh mục đề tài, dự án các cấp, danh mục các công trình đã công bố trong nước và quốc tế giai đoạn 2011 đến 2015. Nhìn lại toàn bộ công trình nghiên cứu khoa học qua các năm, có thể thấy các đề tài nghiên cứu ngày một đa dạng hơn so với thực tế phát triển trong từng giai đoạn của ngành dược liệu nước nhà. Viện đã chú trọng trong công tác nghiên cứu, tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc, điều tra tổng thể, đánh giá tiềm năng, hiện trạng và tư vấn cho công tác quản lý nguồn tài nguyên dược liệu trong nước, nghiên cứu bảo tồn nguồn gen và giống cây thuốc, nghiên cứu về giống cây thuốc, v.v. Viện cũng đã tích cực đầu tư và ứng dụng những kỹ thuật hiện đại phù hợp với xu thế chung của thế giới cho nghiên cứu và sản xuất thuốc từ dược liệu. Trên đây chỉ là tổng hợp một phần trong kho sách phong phú của Viện Dược liệu. Còn một số quyển sách rất hay của Viện, nhưng do chưa có điều kiện tìm hiểu kỹ nên chúng tôi chỉ đưa ra những đầu sách phổ biến. Cảm ơn bạn đọc đã chú ý theo dõi, rất mong nhận được phản hồi, đóng góp ý kiến về sách từ quý vị. Nếu các bạn muốn có thêm thông tin về đầu sách y học cổ truyền và dược liệu nào đó, hãy viết lại ở phần bình luận. Tình Hoa Xanh sẽ cố gắng sưu tầm sách và tìm hiểu để giới thiệu đến các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.